Dì cần tiền mua thuốc cho cha và bá Tà, 42 tuổi, trú bản Biền Cọt, xã Mai Sơn, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê với giá 700.000 đồng và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù. Tại phiên tòa, bị cáo Tà rơm rớm nước mắt, đứng trước buộc khai báo nói, do bố đang ốm nặng, cần tiền mua thuốc, nên khi được thuê vận chuyển ma túy thì nhận lời ngay. Khi Tà đang đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ, chưa lấy được tiền công. Bị cáo Tà cũng xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê nhà chăm sóc cha mẹ và nuôi dạy 6 người con.